Chào mừng các bác, bên em đã đến với kênh YouTube của Audio Hải Dương. Ngày hôm nay bên em về thêm một mẫu quản lý nguồn mới và DBX SV1039 phục vụ các bác anh em đây ạ. Và với mức giá xạo khuyến mại chiên đặc biệt nhất cho anh em trong dịp 2/29 này thì em sẽ xảo cho anh em với mức giá chỉ còn 1.200.000 đồng với một con quản lý nguồn rất là chất lượng đến từ phần nhà phân phối DBX. Và đương nhiên rồi, có lòng nguồn cho anh em ở những video tiếp theo em sẽ mở nội thất cho bác anh em xem với mẫu sản phẩm DBX SV1039. Và ngay bây giờ thì cùng với em tham khảo về mặt hình thức và cái cách sử dụng của một con quản lý nguồn là như thế nào các bác nhá. Đầu tiên thì các bác được nhìn thấy với phiên bản ngày hôm nay thì bên em về được hai phiên bản màu cho anh em lựa chọn, phiên bản màu trắng sang màu đen mạnh mẽ cho bác anh em phối với phòng hát gia đình. Và không những là các bác em sử dụng một con quản lý nguồn nó vừa đẹp đâu, nó có tác dụng là bảo vệ nguồn điện áp, bảo vệ những trang bị âm thanh, bảo vệ đồ điện dân dụng một cách rất là an toàn hiệu quả. Và các bác được nhìn thấy với 8 cổng cắm mặt sau lõi đồng 100% chống mo ve chập chờn rất tốt, và thêm một cổng mặt trước nữa, tổng cộng có 9 cổng cắm để các bác có thể cắm được rất nhiều đồ điện dân dụng này. Có thêm một công tắc khác để anh em đi làm sự kiện chúng ta để tủ đồ, để tủ kính, và sẽ thiết kế ra một công tắc khác và chúng ta bật đơn giản với mẫu quản lý nguồn DBX 1039. Và đây về phần dây dắt cắm nguồn, các bác được nhìn thấy không ạ? To, đảm bảo độ tải lớn cho anh em. Và chắc chắn rồi, một cái con quản lý nguồn chất lượng như thế này mà dây cắm nguồn mà nhỏ thì không gọi là một con quản lý nguồn chất lượng được, đúng không ạ? Và em cùng các bác anh em mà xem các tính năng bật tắt tự động hay là bật tắt từng cổng của mẫu quản lý nguồn DBX 1039 sẽ như thế nào nhá. Các bác có thể nhấn trực tiếp vào các cái nút ở trên này để các bác anh em muốn bật theo chế độ tự động, các bác ấn start cho em. Đây, khi các bác anh em ấn start thì các cái cổng này nó sẽ chuyển sang chế độ màu trắng, tức là đang ngừng trạng thái cấp điện rồi. Còn nếu như các bác em muốn bật lên thì các bác em lại nhấn nút start cho em, nhấn trực tiếp vào đây, nó sẽ bật lại từ CH1 cho đến CH8 khi mà chuyển sang màu xanh, tức là những cổng này đang có trạng thái hoạt động bình thường. Và cổng duy nhất có một cái cổng đó là cổng mặt trước này thì luôn luôn trong trạng thái cấp điện để anh em cắm đồ điện dân dụng như là sạc điện thoại hay là quạt đấy. Và những đồ điện các bác em khi chúng ta ghép vào với bộ quản lý nguồn thì sao, nó sẽ bảo vệ luôn tất cả từ thiết bị âm thanh cho đến đồ điện dân dụng nữa, và rất là đảm bảo cho anh em. Bởi vì sao ạ? Có sử dụng cầu dao C63 chống chập cháy rất tốt. Trong trường hợp nguồn điện áp quá tải, cháy nhập nổ, nguồn điện áp bị sét đánh, những thiết bị âm thanh không may bị nổ, bị cháy thì khi mà phát hiện ra lỗi, DBX VF1039 sẽ làm việc ngay, nó sẽ tự gắt cái cầu dao này và sẽ đảm bảo an toàn cho những trang bị âm thanh khác của bác và anh em hoạt động rất là hiệu quả. Và các bác biết sao không ạ? Một con quản lý nguồn dù đắt hay dù rẻ, những anh em đi làm sự kiện luôn luôn phải có rồi. Và nếu như các bác và em thiếu một con quản lý nguồn như thế này, trong trường hợp xảy ra cháy chập nổ hay là nguồn điện áp như thế nào chăng nữa thì chúng ta mà có quản lý nguồn thì chúng ta yên tâm đi phần nào. Còn nếu như không có quản lý nguồn thì dẫn đến việc là chúng ta sẽ bị cháy, bị thay thế hoàn toàn một bộ karaoke gia đình rất là đắt đỏ. Và trong khi chúng ta nghĩ lại đến việc là chúng ta mua quản lý nguồn lúc đấy quá muộn rồi. Và ngay bây giờ nếu như các anh em đang muốn trang bị cho phòng hát gia đình một sự chuyên nghiệp, một trong những trang thiết bị âm thanh không thể thiếu được, một trong những đồ điện mà rất cần đến quản lý nguồn đó chính là DBX VF1039. Hiện tại thì bên em sẵn cho các bác anh em với mức giá khuyến mại trong thời điểm dịch vàng mùng 2 tháng 9 ngày lễ như thế này, với mức giá chỉ có 1.200.000 đồng thôi, hai phiên bản màu cho anh em lựa chọn. Các bác anh em nào muốn mua với mẫu sản phẩm DBX VF1039 vui lòng liên hệ theo số điện thoại bên em 0979629336, một trong những trang thiết bị vô cùng quan trọng cho anh em chơi phòng hát gia đình, làm phòng trà, làm sự kiện hay là sử dụng đồ điện dân dụng một cách an toàn hiệu quả với DBX VF1039 nhá. Và video tôi xin dừng lại tại đây, hay là tất cả bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.